Lượng mua pháo hoa Z-121 tăng 10 lần, giao bán trên mạng là trái quy định. Đó là khẳng định của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, Bộ Công Thương, trong cảnh báo liên quan đến việc mua bán pháo hoa Z-121. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Do đó, cục này nhấn mạnh chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. Liên quan đến phản ánh về tình trạng khan hiếm và thổi giá bán các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ, pháo hoa tại một số cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21, nhà máy Z-121. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng cho biết, đơn vị đã khảo sát thực tế. Kết quả cho thấy, năm 2022, tổng sản lượng sản xuất và cung ứng các loại sản phẩm pháo hoa cho các cửa hàng của nhà máy Z-121 là trên 4 triệu sản phẩm, gấp 10 lần sản lượng năm 2021. Nhà máy này áp dụng chính sách bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc. Giá bán sản phẩm được niêm yết tại nhà máy. Hiện nay, chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm nhà máy Z-121 và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, Tổng Công ty GIT. Trong đó, nhà máy Z-121 hiện có 247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại 52 trên 63 tỉnh. Thành phố trực, Tổng Công ty GIT hiện có 2 cửa hàng tại Hà Nội và Ninh Bình. Tuy nhiên, vẫn còn có một số cửa hàng tự ý bán cao hơn giá niêm yết. Đơn cử, tại cửa hàng số 15, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và cửa hàng số 26, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cửa hàng này cũng buộc phải đóng cửa sau đó. Hiện nay, tình trạng giao bán, mua pháo hoa Z-121 trên mạng cũng diễn ra rầm rộ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng khẳng định, mua bán pháo hoa ngoài phạm vi các cửa hàng của nhà máy Z-121 và Tổng Công ty GIT là vi phạm pháp luật. Do đó, cục này khuyến cáo người tiêu dùng cần mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh, mua, bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố, hay bán giá cao hơn niêm yết thì cần cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật.